Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang, 22 tuổi, chú phường An Xuân, Tam Kỳ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an tiếp nhận đơn trình báo của bà HTBH, chủ tiệm vàng tại phường An Sơn và ông HVL, chủ tiệm vàng tại phường An Xuân, Tam Kỳ về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tổng tài sản là 8 cây vàng có giá trị ước tính khoảng 591 triệu đồng. Qua điều tra, công an thành phố Tam Kỳ làm rõ được đối tượng là Nguyễn Thị Thùy Trang, đồng thời thu hồi được tài sản là hai cây vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Theo điều tra, Trang sử dụng điện thoại thông minh tải và cài đặt ứng dụng làm giả các hóa đơn chuyển tiền. Khi đến mua vàng tại các hiệu vàng, đối tượng xin thông tin tài khoản ngân hàng, sử dụng ứng dụng trên để tạo hóa đơn chuyển tiền giả, rồi chụp màn hình chuyển qua ứng dụng Zalo cho chủ hiệu vàng. Làm chủ hiệu vàng tin là đã thanh toán nên đưa vàng cho đối tượng. Với thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 8 cây vàng của hai tiệm vàng. Tài sản lừa đảo được trang mang đi bán lấy tiền đánh bạc qua mạng internet vụ việc được công an thành phố tam kỳ tiếp tục điều tra và làm rõ